chúng ta nghe đến Alzheimer phải không ạ? Thì đã từng nghe nhiều rồi, sao chút trí tuệ nghe nhiều rồi. Chúng ta vừa nghe một cái bài khủng khoát, một cái bài báo cáo ngắn gọn mà đầy đủ của tiến sĩ giáo sư Toàn trước tôi. Tôi muốn nhấn một cái trong vòng một năm trở lại đây có cái gì mới về chẩn đoán sớm nhá. Hai nữa là về điều trị có gì mới không trong một năm trở lại đây. Thì thưa quý đồng nghiệp, như chúng ta biết phải không ạ, là cái nội dung của tôi nó có ba phần. Đương nhiên cái gì cũng cần chẩn đoán sớm, điều trị sớm rất tốt, nhưng trong bệnh Alzheimer chẩn đoán sớm lại càng quan trọng. Tại sao vậy? Sẽ là câu hỏi đầu tiên của tôi. Hai, có cái gì trong để chẩn đoán sớm bệnh này trong vòng 1 năm trở lại đây, trong vòng 3 đến 5 năm trở lại đây, và tôi cập nhật lại. Và trong điều trị rất quan trọng, sớm để làm gì? Sớm không phải để chơi. Chúng ta không thể dùng những các cái thuốc mà điều trị giai đoạn nặng và vừa cho bệnh nhân nhẹ được, cái đó không có chỉ định ạ. Vậy cái gì sớm ở đây? Và tôi xin nhắc lại là cái nội dung thứ ba đấy là đánh vào cơ chế bệnh sinh của bệnh, mà đây là xu hướng của thế giới ạ, và hàng ngày họ sẽ cập nhật thường xuyên. Tại sao như vậy? Như đồng nghiệp thấy ở một cái giai đoạn, đúng không? Chúng ta thấy là giai đoạn lâm sàng, ai cũng biết, cả làng cả xã chúng ta đều biết nó là như thế nào, đúng không? Rồi thế còn một giai đoạn nữa là một giai đoạn tức là tiền lâm sàng, không có triệu chứng gì cả, làm nào chẩn đoán được nó? Và chỉ khi này, trả lời câu hỏi nhất của tôi đấy ạ, tại sao chẩn đoán sớm? Bởi vì nếu chúng ta chẩn đoán sớm bệnh này và chúng ta điều trị các cái thuốc mà kháng thể đơn dòng, chấp Tuấn nói slide sau, thì nó sẽ giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng rất tốt. Bản chất của bệnh nó là xuất hiện của cái beta amyloid bệnh lý và purinto trong dịch trong não, làm thế nào đấy và một số yếu tố khác, và làm thế nào đấy dưới hình thức miễn dịch trung hòa đi, tiêu hủy nó đi, là bệnh nhân cải thiện được các triệu chứng lâm sàng và thậm chí là khỏi bệnh. Và đây là câu hỏi này đặt ra hàng chục năm nay rồi. Alzheimer do bác sĩ Aloy của người Đức tìm ra hơn 100 năm trước, câu hỏi vẫn rể ngỏ, luôn luôn các thuốc chỉ là điều trị triệu chứng, vẫn tiến triển bệnh, vẫn tiến triển bệnh. Và hàng tỷ đô la, bao nhiêu tiền đập vào để nghiên cứu cái này, thất bại phải đến 90%. Còn lại 10% bắt đầu nhen nhóm gần đây. Và chốc tôi sẽ nói các đồng cho cộng đồng người biết, nó có 3 cái thuốc mà kháng thể đơn dòng hiện tại là ở pha 3, có hiệu quả và đã được FDA công nhận trong thực hành lâm sàng ở Hoa Kỳ đấy nhé. Còn ở các nước châu Âu chưa, Nhật chưa, Việt Nam chúng ta chưa. Chốc tôi nói tại sao. Tôi xin quay lại slide này. Đây các đồng nghiệp thấy, ở giai đoạn sớm của giai đoạn lâm sàng màu tím đây, thì chúng ta được ai cũng biết giai đoạn này, giai đoạn này là giai đoạn quan trọng, làm triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, làm nào chẩn đoán được nó. Thì thưa đồng nghiệp, hoàn toàn được. Bởi vì sao? Chúng ta có các cận viện phương tiện cận lâm sàng trong tay, bao gồm chúng ta hình ảnh học phát hiện được là tổn thương beta amyloid, chúng ta có dịch não tủy, trong dịch não tủy ra chẩn đoán hoàn toàn có thể làm được là có là beta amyloid 42, và trong máu ngoại vi lấy có 2cc thôi ạ, làm được. Trong đó tổn thương purinto trên lâm sàng cũng trên hình ảnh học hoàn toàn làm được. Rồi chất dịch não tủy được có hết. Như vậy trong cái phần máu này, tôi nói phần sau, là cái xu hướng bây giờ người ta đang đi sâu vào. Dịch não tủy, thưa các đồng nghiệp, không phải ai phòng khám nào cũng chọc dịch não tủy ở bên phòng khám được. Bên nước ngoài cũng vậy. Việt Nam tại chúng ta càng không, đúng không? Hai là PET CT không phải dân mình, không ai chỗ nào có tiền hết. Vậy câu chuyện máu ở đây là càng ngày càng xu hướng rất là tốt, rất là nóng hổi, và dần dần người ta càng đi sâu vào. Rồi nó là cái gì? Thưa đồng nghiệp, cái năm 1984 là thời còn DSM-4 ra đời đấy, chỉ lâm sàng thôi. Có một tí trí nhớ là tôi chẩn đoán luôn Alzheimer, cộng thêm một vài chức năng nhận thức về ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày. Hai mươi mấy năm sau, cộng với sự phát triển của khoa học hiện đại, trong đó thì bắt đầu người ta đưa ra 2021. Thì trong cái tiêu chuẩn này người ta đưa ra là vai trò của các, người ta xác định beta amyloid rồi, purinto rồi, các cùng phát triển khoa học kỹ thuật nữa, thì họ phải đưa vào trong lâm sàng để chuẩn đoán càng sớm càng tốt bệnh này. Đến năm 2018 thì cũng đưa ra và luôn luôn gắn với các tiêu chuẩn là cận lâm sàng kèm theo trong giai đoạn sớm. Ở đây là vai trò của dịch não tủy và hình ảnh học. Đây tôi nói ví dụ, trong 2018 thì một cái nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Già hóa của Hoa Kỳ đã đưa ra cái này với vai trò của 3-beta amyloid, purinto và các cái thoái hóa thần kinh khác. Và nếu có nói trong chẩn đoán như thế này, các đồng chí, một bệnh nhân X của chúng ta nếu có đủ cái tiêu chuẩn này, chúng ta xếp nó vào sao trí tuệ có tiêu chuẩn gì, MCI tiêu chuẩn gì, và nếu mà bệnh nhân là có dối loạn nhận thức nhưng mà không phải Alzheimer có tiêu chuẩn gì, thì dựa vào hoàn toàn là B là hình ảnh học, dịch não tủy
và một số các khía cạnh khác. Thì như các đồng chí thấy là đến 2021, tác giả Bruno Dubois của Pháp, thầy giờ cũng ra nhiều tuổi rồi, thì ông đưa ra một cái gọi là bằng chứng về biomarker và bằng chứng về lâm sàng. Nếu bệnh nhân X gì nào đó của chúng ta mà ở người có triệu chứng lâm sàng đặc trưng rồi, cộng thêm làm một chút về hình xác định bằng hình ảnh học hoặc là Porinto nữa dương tính, thì chúng ta khẳng định chẩn đoán luôn. Còn nếu mà bệnh nhân thấy lâm sàng không đặc trưng, không điển hình lắm đâu, nhưng thì đã thấy là có hình ảnh học là Porinto dương tính, beta amyloid dương tính, thì người ta nghĩ mà người ta khuyên là chúng ta đừng kết luận Alzheimer vội, chúng ta nghĩ chỉ nói rằng là bệnh nhân này có nguy cơ biến thành Alzheimer trong thời gian gần tới. Và như các đồng chí thấy là vậy, cái biomarker được đề xuất là cái gì của năm 2021, thì đây nó là cái này, beta amyloid trong dịch não tủy, Porinto trong dịch não tủy, và đặc biệt là cái dấu ấn sinh học huyết tương ấy trong máu á. Cách đấy mấy năm đã nghiên cứu rồi nhưng mà này đắt quá, không có hiệu quả, nhiều các cái labo họ sản xuất quá, không có cái gì là hệ thống cả, người ta bảo thôi cứ gác lại và họ coi đấy chỉ là một cái tham khảo cho lâm sàng. Tuy nhiên chúng ta thì không thể tránh được, bởi vì càng ngày họ đưa ra chỉ cần 1cc máu thôi, 2cc máu thôi mà chuẩn đoán được bệnh Alzheimer ở giai đoạn sớm của bệnh, không có chuyện chúng ta bỏ qua được. Chính vì thế và người ta mới đưa ra là vậy, chúng ta phải đề cập đến cái này thường xuyên, bởi vì nó cũng chuẩn đoán được cái chứ. Chuẩn đoán đây, họ bảo này, đây các đồng chí thấy là đây chỉ một cái test này thôi, nó gọi là cái lipase này, thì thấy ngay chúng ta trong mắt máu có thể tìm được cả luôn cả beta amyloid B42 40, đặc Porinto 181 và đặc biệt là tô 217. 217 là cái gì quan trọng như vậy? Bởi vì các nghiệp thấy là đây là tô 217 là cái rất quan trọng, có thể giúp cho phân biệt được cách đây một bệnh nhân X thì ở trong chúng ta chuẩn đoán sớm trước 20 năm. 2 năm sau bệnh nhân tô, bệnh nhân này gia đình có thể sử không cần biết, nhưng nếu lấy máu họ mà thấy có cái Porinto 217 dương tính thì 20 năm nữa ông khả năng ông sẽ bị chắc chắn là rất cao. Như vậy 20 năm trước đã có phát hiện được rồi, sớm 20 năm trước nguy cơ có thể dự báo được 20 năm này người ta sẽ bị bệnh. Thế như vậy các đồng chí rất cái quan trọng, và người ta kết luận lại rằng là đây 2020 của thằng AAIC ở Mỹ thì thấy rằng là tuy là rẻ tiền nhanh chóng nhưng mà có độ nhạy, độ đặc hiệu của cái này rất cao trong chẩn đoán bệnh ăn, đặc biệt ở giai đoạn sớm của bệnh, và hoàn toàn sẽ mà phòng khám làm được, tất cả nơi làm được mà. Thế thì hot quá, nóng quá. Thế cuối cùng đến năm 2024 đến tháng 6 vừa rồi báo cáo cho một cái nhóm người ta gọi là Global CCO về chuyên về cái trách nhiệm về máu, người ta họp với nhau, người ta đưa ra là khẳng định xem là phải chúng ta phải họp nhau để đưa ra cái khuyến nghị về đâu là tiêu chuẩn được biomarker trong máu, là cái nào, cái giá trị nào gọi là để sàng lọc, cái giá trị nào để chúng ta xác định cho cộng đồng và cho những các cơ sở chuyên khoa. Đấy là ý kiến quyền quý thứ nhất họ đưa ra. Hai là nếu cân nhắc sử dụng rộng rãi thì chúng ta dựa vào đâu, dựa vào tiêu chí nào, dựa vào tiêu chuẩn nào ở một cái 2cc máu thôi để làm được nó. Thế thì đây tôi xin mình và các đồng nghiệp có thể xem cái này trên cái trang web này nhé, chúng ta nó có hết, tôi chỉ review lại cho các đồng chí. Chỉ thấy rằng là ở cộng đồng nhé, thưa các đồng nghiệp, đây chúng ta không phải cơ quan nào, bệnh viện nào nhiều lắm ạ. Tôi đã đi thấy rằng là chỗ nào ở năm ngoái tại Hà Lan đấy, của hội Alzheimer sản tổ chức ở đó, 90% không phải là thuốc ạ, 90% lại là mấy các này, họ mời chào là cái trắc nghiệm gọi là cái test máu, tất cả các test phải đến hàng chục, gần 190 phải đến 50% đến 100 các cái hãng đưa ra cái test chuẩn đoán máu của mình. Còn dịch não tủy cũ 10 năm trước họ không ấy nữa. Thì trong một cái 50 cái labo sản xuất cái test máu đấy cho mình thì cái nào tốt và dựa vào đâu? Có thể sau này bệnh viện tôi muốn mua cái đấy chẳng hạn thì phải dựa vào tiêu chí cái gì để cho nó hợp lý với bệnh nhân của mình. Thì đây họ đưa ra đối với tại Premier Care, tức là tại cộng đồng, dù tại ở bệnh viện không phải bác sĩ chuyên khoa được, chỉ y tá, một bác sĩ y tá khoa thôi, có một chút chứng chỉ gì về đó về sát trí tuệ chẳng hạn, họ làm, họ lấy máu. Khi lấy máu như vậy thì căn cứ vào đâu? Họ nhắc lại là khi làm như vậy, tôi nói ví dụ một bệnh nhân này có khám lâm sàng có nguy cơ là em nghĩ 50% khả năng 50-50 là khả năng sát xuất trí tuệ đấy. Nếu khi làm đấy một cái lấy cái máu này một chút nhá, là làm đấy, nếu mà thấy nó dương tính một cái
thì lập tức cái này khả năng cao rồi, chuyển cho bác sĩ chuyên khoa. Còn ngược lại có những bệnh nhân mà thấy âm tính nhá, xin lỗi chiếc này, giả sử thấy bệnh nhân âm tính thì thôi, chúng ta thôi cho mời bác về 6 tháng 1 năm nữa khám lại. Giả sử thấy âm tính thì tôi cho bệnh nhân về, đúng không? Âm tính. Thế bên cạnh nếu bệnh nhân nào đấy thì triệu chứng nghi ngờ không nhiều đâu, thôi nếu thấy âm tính một cái thì chúng ta cũng theo dõi, và nếu dương tính một cái chúng ta theo dõi, còn nếu âm tính một cái chúng ta loại trừ luôn. Đó, như vậy là cái sơ bộ ban đầu gọi là một cái sàng lọc, nó có giá trị nhất định rồi. Mà tương tự với nó, thế thì vậy người ta nói là chúng ta xét nghiệm máu, chúng ta xét nghiệm máu, lấy máu thế này này, thì nó có ba câu chuyện xảy ra. Một là màu đỏ ở đây dương tính, ok, chẩn đoán chắc chắn. Hai là âm tính, chúng ta loại, không phải loại, tôi mời bác đi về 6 tháng nữa tôi làm lại. Nhưng có một mức trung gian ạ, mức trung gian này là màu vàng đây, tức là nửa nọ nửa kia, không biết, nó tùy theo cái cut off của cái labo sản xuất đưa ra. Thì người ta quy định rằng là các cái labo sản xuất đó người ta chỉ cho phép cái cut off của anh, cut off trên, cut off dưới chỉ khoảng độ 12% đổ lại thôi, thì cái đó nó mới có giá trị chẩn đoán nhiều. Chứ còn có ông cứ lang thang ông nói thì không có. Cho nên khi các đồng chí mà chúng ta để mua cái này này làm ấy, hỏi xem cắt off trên của ông là bao nhiêu, cắt off dưới bao nhiêu, thì cái này chắc chắn tôi sẽ mua của ông để tôi cho bệnh nhân của tôi không bị sót đấy. Nên là cái này nó cũng là khá quan trọng ạ, trong vậy thôi. Và cũng trên cái nhóm này 2024 họ đưa ra là tôi sẽ làm để sử dụng làm test sàng lọc khi nó độ nhạy về trên 90% và độ đặc hiệu 95% ở cơ sở cộng đồng, và thấp hơn một chút là 75-85% ở cơ sở chuyên khoa. Chuyên khoa có bác sĩ xịn chúng ta đánh giá rồi thì chúng ta làm thấy 8% tôi chấp nhận cái này chuẩn đoán. Hai là nếu cái này mà coi nó là một xác định chuẩn đoán chắc trị là confirmation là test ấy, thì không cần làm cái kia nữa. Bởi vì sao làm thêm cái này lại mất một đống tiền, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta chỉ là phải có giá trị tương đương dịch nhão tủy, và hai nữa là tức là khoảng độ nhạy độ hiệu cái này tôi phải là 90% thì tôi mới mua của anh. Tôi nói ví dụ thế. Tuy nhiên là mỗi một test người ta bán hàng người ta đưa ra, chúng ta phải hỏi cái này, nếu có tôi càng cao bao nhiêu chúng ta càng tốt cho bệnh nhân chúng ta bấy nhiêu. Vâng, trên đây là một số các nội dung chẩn đoán sớm để làm gì, đúng không? Sớm rồi để điều trị chứ ạ, không có để đấy chơi à, không tốn kém lắm. Thì các đồng chí chúng ta biết rồi, thì chúng ta có câu chuyện tức là các cái thuốc, đúng không? Thuốc điều trị thì đây bác sĩ Toàn vừa nói ở trên, thậm chí cả phối hợp giữa nhóm memantin với nhóm galantamin vân vân. Thế thì có một điều quan trọng là chúng ta có không thể bỏ qua được, đấy là điều trị theo cơ chế bệnh, không bao giờ bỏ được nó, đúng không? Và chúng ta, tại sao tôi nói như vậy? Vừa bởi người ta nói rồi là nếu chúng ta điều trị phát hiện sớm, mà điều trị bệnh sớm, chẩn đoán sớm này, điều trị sớm bằng, đặc biệt ở đây bằng các thuốc mà theo cơ chế bệnh sinh ý, chúng ta lùi thời gian khởi phát bệnh 5 năm thì chúng ta sẽ giảm tỷ lệ mắc của sa sút trí tuệ, đặc biệt là Alzheimer xuống 50% theo thống kê. Vâng. Thế thì trước đấy thì tôi nói là đây chúng ta thấy có một cái phân tích gộp về các thuốc điều trị triệu chứng, phải không ạ? Luôn luôn là có ưu thế. Đây điều trị triệu chứng nhá, tức là ngọn thôi, còn gốc vẫn tiến triển. Tôi chưa bạn tôi đây chưa đề cập đến, chỉ mỗi điều trị triệu chứng thôi. Vâng. Thì trong này thì đa phần các thuốc chỉ dừng lại ở giai đoạn nhẹ và vừa. Riêng mỗi cái gọi là cái donepezil, phải không ạ? Thì cái này sẽ điều trị cho cả giai đoạn vừa nhẹ vừa và nặng, khi chúng ta không có memantin trong tay. Ok, còn bây giờ chúng ta có memantin rồi, như bác sĩ Toàn vừa nói, thì chúng ta có thể dùng nó ở giai đoạn nặng, đồng thời phối hợp giữa memantin với cả các cái nhóm kháng cholinesterase là hoàn toàn là có chỉ định về mặt lâm sàng. Cải thiện bệnh nhân rất tốt, cá nhân tôi điều trị thấy phối hợp cả hai cái, vẫn có tiền hay không thôi. Nhưng mà tuy nhiên Việt Nam mình đã có rồi, bây giờ là cái thuận lợi cho bệnh nhân chúng ta lựa chọn trị. Chỉ biết rằng là donepezil trong thời gian qua không có memantin giai đoạn nặng thì chúng tôi dùng thì thấy cũng ok, cũng có hiệu quả trong số trường hợp nhất định. Bữa nãy tôi nói minh họa ý kiến của tôi đấy ạ. Nếu chúng ta điều trị tìm được ra nguyên nhân sớm, phát hiện sớm là Alzheimer rồi, sao xuất hiện do Alzheimer rồi là nguyên nhân do Alzheimer rồi, điều trị sớm đi bằng các cái thuốc đích. Điều trị đích nhá, điều trị theo chế bệnh sinh ý, làm cho bệnh tiến triển đáng lẽ xuất hiện trong vòng dần lùi thời gian tiến triển bệnh 5 năm thì chúng ta sẽ làm giảm tỷ lệ mắc của sa sút trí tuệ là 50%. Tôi nói ví dụ như là một cái thuốc gì đó ở đâu đó nhưng mà phát hiện này chỉ 5 năm thôi, thì dự kiến chúng ta sẽ có trong
2050 thì sẽ giảm đi một nửa số người sẽ mắc Alzheimer trong năm 2050 này. Đấy, đây là cái thống kê. Chỉ biết làm bằng mọi cách. Đáng lẽ 70 tuổi tôi bị rồi, ông làm nào cho tôi đến 75 tuổi. Càng dài 78, 79 một giờ đấy, chỉ biết là cứ 5 năm, 5 năm thì làm khởi phát bệnh giảm là khởi phát bệnh 5 năm, giảm thời gian khởi bệnh 5 năm thì chúng giảm tỷ lệ mắc của sa sút trí tuệ, đặc biệt là Alzheimer là 50%. Thế thì ở đây tôi muốn nói đến chuẩn đoán sớm thì làm gì. Đây chính nó để làm cái này, để điều trị. Và tất cả các cái hãng thuốc, các cái hãng dược mạnh trên thế giới là người ta đưa vào để xem nó là cái gì đây, làm thế nào để chữa được nó. Đây, nó đây ạ. Thì tất cả các thuốc đánh vào vai trò beta amyloid, đúng không? Và polinto, dây tô và beta amyloid. Thì pha 1, pha 2, pha 3 rất hàng năm, 7 năm đánh giá hiệu thất bại có. Thì người ta còn lọc lại là có 3 sản phẩm là acadumab, lecanemab và donanemab là còn chủ trụ đến pha 3 vì có hiệu quả trên lâm sàng và hình ảnh học. Thì ở đây là tại sao trước khi tôi muốn nói thế này, tại sao nó có, bởi vì sao, vai trò của kháng thể đơn dòng là acadumab là để làm này, bên đấy tôi nói rồi là loại bỏ cái beta amyloid đi, một thằng thì có nó trung hòa đi, tiêu đi, loại ra ngoài. Còn một thằng thứ hai là không cho tạo thành nữa, để làm nào để giảm cái beta amyloid trong não, đấy chính nó. Và theo các đồng chí cũng rất là may là chúng ta năm 2021 có thể bàn dịch bệnh đó, thì Mỹ, Hoa Kỳ đã cho phép là phê duyệt khẩn cấp cho cái acadumab. Còn lecanemab cũng đã cho vào tháng 1 năm 2023 và họ thấy hiệu quả của họ chuyển thằng là gì sang phê duyệt thường quy vào tháng 6 tháng 7 năm 2023 năm ngoái. Và gần đây đầu tháng này, đầu tháng 7 chúng ta đây thì donanemab chính thức được FDA Hoa Kỳ chấp nhận cho điều trị ở giai đoạn nhẹ và vừa, đúng không? Như vậy chúng ta có 3 sản phẩm mạnh trong tay. Thì cái đồng nghiệp thấy là tại sao cái thuốc đầu tiên bị loại khỏi thị trường, bởi vì sao, tỷ lệ cao quá, tỷ lệ đến những 40%, đặc biệt là những người nào mà mắc cái mang gen APOE4 liều cao cộng mắc ra APOE4 nữa thì chảy máu tử vong cao hơn, liên quan đến vấn đề nó gọi là phù não và chảy máu não, tác dụng phụ. Và chính vì thế cái sản phẩm này cái đầu tiên đấy là bị loại khỏi thị trường, nó không được đặt quảng cáo nữa. Và đến lecanemab là cái sản phẩm mà chúng ta thấy không những cải thiện về mặt lâm sàng sau thời gian điều trị, hai là cả hình ảnh học cũng giảm tiếp. So với thuốc đầu tiên là chỉ hình ảnh lâm sàng, hình ảnh giảm nhưng mà lâm sàng không giảm lắm, mà tác dụng phụ nhiều, loại là đúng. Thằng thứ hai là đây, nó thế này. Và các đồng nghiệp thấy là các tiêu chí phụ khác của lâm sàng rất hiệu quả, hình ảnh học giảm rất rõ. Và một điểm cũng điểm thú vị nữa là tác dụng phụ, sợ nhất tác dụng phụ thì so với cái thằng acadumab trước đấy thì là ít hơn. Cho nên đây là cái mà thuyết phục các nhà lâm sàng và Mỹ lại mở rộng ra rất nhiều. Và các nước, tuy nhiên châu Âu chưa cho phép, Việt Nam cũng còn đang càng lâu, đúng không? Chưa kể còn đắt tiền, đúng rồi không, chưa làm. Thế, cập nhật có cái gì mới trong một năm trở lại đây thì chính sản phẩm này của cái nhà sản xuất này thì họ mới rằng là chúng ta thấy là phải chia làm hai đôi, coi làm cái cỡ mẫu nó rộng lên lại đưa vào để điều trị tiếp tục, thay vì tôi bỏ đi thì tôi lôi nhân ấy vào để cho vào giải dùng điều trị, để ra cỡ mẫu rộng lên để xem hiệu quả thế nào, và đặc biệt là tác dụng phụ có lớn hay không. Với cỡ mẫu to hơn thì thấy rằng là cũng rất là ok, thấy rằng là hiệu quả thấy tốt, sau 6 tháng để đưa vào này, các bạn thấy này, xem dữ liệu an toàn nó thế nào nhá, sau 2 tháng đưa vào. Như vậy là 60% giả dược đưa vào trong nghiên cứu này để bắt đầu được dùng cái sản phẩm này, thì người ta thấy rằng là hiệu quả tốt quá, hiệu quả thấy rằng là hiệu quả tốt, và tác dụng so với giả dược thì tác dụng phụ không nhiều lắm so với trước kia. Như vậy tác dụng phụ hiệu quả thì ok rồi, tác dụng phụ cũng không nhiều, mặc dù cỡ mẫu rộng, cỡ mẫu ra, đúng không? Và đây tôi xin hiệu quả cuối cùng ta an toàn là như vậy. Chuyển dịch chúng ta thấy rằng cái này là ổn, tốt và không có vấn đề gì cả. So với và 2 và 3 trước đó thì đối với cả cái này là tốt, đúng không ạ? Thế thì một sản phẩm cuối cùng là cái mà đưa vào năm nay này, từ đầu năm nay ấy, thì nó là cái gì, là donanemab. Thưa quý đồng nghiệp, là như chúng ta thấy, đúng không? Thì đây là cái sản phẩm mà cũng tương tự, hiệu quả tương tự như cái lecanemab là cái thứ hai. Và đặc biệt là nó lại vào, ngoài chuyện beta amyloid thì nó còn, họ nghiên cứu thấy rằng là cái polinto, là tô ở đây tô B217 lại cũng giảm theo. Như vậy hình ảnh học rõ rệt và lâm sàng cũng cải thiện theo. Và đây là cái hứa hẹn trong tương lai là chúng ta có cái thêm một sản phẩm nữa
là kháng thể đơn dòng để chúng ta điều trị. Hiệu quả thì so với cả lâm sàng là thấy rõ, các đồng nghiệp thấy phải không ạ? Và đặc biệt tính an toàn cũng rất là tốt. Nhưng tuy nhiên, tôi muốn so sánh slide cuối cùng trước khi kết thúc, quý đồng nghiệp thấy là trong 3 sản phẩm, các ông thấy nhá, là đầu tiên là cái đầu tiên là Acadumab đã loại thị trường rồi, tác dụng phụ lớn. Hai là cái Donanemab là cái được cung cấp đầu năm nay. Và so với sản phẩm là cái chúng ta Lecanemab, đấy, thì thấy rằng là tỷ lệ tác dụng phụ loại AI của này thì thấp hơn hai loại còn lại. Đây là điểm cộng mà của cái sản phẩm này trên thị trường, trên trong thời ngày lâm sàng của chúng ta. Thưa cái đồng nghiệp là cần phải chẩn đoán sớm ạ, muộn quá không làm gì được cả. Hai, bên cạnh điều trị các thuốc điều trị triệu chứng thì cái thuốc điều trị theo cơ chế bệnh sinh nhá, rất quan trọng. Và đặc biệt là chúng ta còn trụ lại 3 sản phẩm cho đến bây giờ, trong đó có 1 bị loại khỏi thị trường rồi, còn 2 sản phẩm còn lại thì cũng là đang nghiệp theo 3, rất có hiệu quả về mặt hình ảnh học, về mặt lâm sàng. Và đây cũng là một cái hướng hẹn trong tương lai gần là chúng ta có thể hoàn toàn có thể là được áp dụng ở người trong thực hành lâm sàng ngày chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của đồng nghiệp và các bạn. Vâng.